Chào mọi người nha. Mọi người thấy mình vẫn có hay không? Nếu hay thì nhớ like và chia sẻ cho mình nha. Đây, cái xu đây mình mới mua, đây gọi là slingshot, cũng rẻ thôi. Mình cũng tập được mấy ngày thôi, rồi bắn được cũng được rồi. Mình thích bắn cái này hơn đấy. Nếu mọi người thích mua thì mình sẽ bỏ link ở dưới rồi các bạn sẽ cùng mua nếu các bạn thích nha. Ok. Hôm nay làm video như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã vô xem nha. Goodbye guys.